À, chào các bạn, sau đây mình sẽ hướng dẫn cái đồng hồ Amalfit Stratos. Thứ nhất là mở khóa màn hình. À, để mở khóa được cái màn hình thì ở đây đây là đang khóa nè, đó. Nó yêu cầu nhấn mở khóa thì chỉ cần nhấn phím ở phía trên một cái là tự động mở khóa màn hình rồi. À, thứ hai mình hướng dẫn cái cách bật tắt nguồn. À, bật tắt nguồn thì nó có hai cách. Một là mình nhấn giữ phím này, mình cứ nhấn giữ đè thế này đó. À, đây là bật tắt nguồn. Lúc mà nó chưa có, lúc mà muốn khởi động nguồn lên thì mình cũng sẽ nhấn lúc này, cái lúc mà nó sẽ có cái vạch màu đỏ ha. Rồi, cách thứ hai để mình bật tắt nguồn là từ trên màn hình mình vuốt xuống ngay tại màn hình có mặt đồng hồ nha, hay còn gọi là màn hình chính đó. Rồi mình vào phần cài đặt, rồi mình vào trong phần device. Rồi sau khi mình vào phần device rồi thì nó sẽ có phần khởi động lại, tắt nguồn và khôi phục về lại gốc. Rồi ngoài ra lúc này nó còn có nhiệm vụ là nó quay trở về nữa đó. Đó, mình nhấn giữ là quay trở về, nhấn cái là nó sẽ di chuyển lên. Rồi đây là sạc của đồng hồ, đây là sạc của đồng hồ nha. Rồi bạn nhìn kỹ là nó có bốn cái chân đồng đó, và đây là nó có cái khớp nè. Cái khớp này là để nó giữ lại đó, nó không có hít nha, nó không có 500 hít nha. Rồi đi kèm thì nó chỉ có vậy thôi, nó và sách hướng dẫn thôi, nó không có cục sạc đi kèm và cũng không có bất kỳ thông số sạc nào hết. Nhưng mà mình sử dụng một cái cục sạc 1.5 ampe thì mình sạc đâu đó khoảng gần 2 tiếng, còn mình sử dụng sạc của 0.5 ampe thì mình sạc khoảng 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng, nó có khoảng thời gian dao động. Rồi cái cách sạc nó như thế này nha, là mình hãy gắn thử. Đây là cái 500 đây. À, đây là mặt sau của đồng hồ. À, đây. À, đây là cái đèn của đo nhịp tim. Rồi mình để sát thế này. À, mình để thế này là nó chưa sát đâu nha, mình phải nhấn mạnh xuống nha. Đó, các bạn nghe cái cục không? Đó, đây là đó, nó có những cái khớp nè, đó những cái khớp của nó đó. Khớp của nó và khi gắn rồi thì này nó rất là chắc ha, không có rơi ra được. Rồi còn cái cách tháo dây nha, tháo dây thì ở phía sau này, rồi thấy này, nó có một cái lẫy đó, lẫy đây. Rồi thì mình sẽ kéo ngược hướng cái lẫy này. Đó, mình kéo thì đó. Rồi gắn vô thì cái nào ra trước thì mình sẽ cho vô trước. Đó, cái nào ra trước thì mình sẽ cho nó vô sau này. Rồi đó, tương tự đó, là sợi dây này cũng vậy. Ngoài kết nối với lại cái điện, với cái phần mềm Amalfit Watch ra thì nó còn có thể kết nối được luôn với lại phần mềm Mifit nha. Đây mình đã có thử cài phần mềm Mifit rồi, mình sẽ kết nối thử cho bạn xem nha. Đây, lợi ích của kết nối với cái Mifit này là nó có tiếng Việt, mình dễ nhìn hơn đó nha. Nó vẫn có thông tin của
Đó, và mình không cần quét mã luôn, nó tự nhận luôn. À, nó vẫn lấy được cái dữ liệu của từ phần mềm bên kia đồng bộ qua. Này. Rồi trong quá trình mình xài thì mình thấy thì cái phần mềm bên phía này nó dễ hơn, nó dễ sử dụng hơn do giao diện tiếng Việt. Đó, đặt cái nó ra đây có một, nhưng mà không phải phần mềm của nó thì có một số cái chức năng nó bị giới hạn nha các bạn. À, ví dụ như đây đó, mình bấm vào phần cài đặt này. À, ví dụ mình chọn muốn chọn phần connect thì bấm nút giữa, hoặc mình dùng tay để mình cảm ứng đây, đó muốn quay về thì bấm này, đó bấm này đó. Rồi vậy thì cái nút cuối cùng, cái nút phía dưới này để làm cái gì? Nút phía dưới này thì mình có thể dán cho nó một lần. Khi bấm vào đây thì nó sẽ di chuyển qua bên, nó giống như phím di chuyển vậy đó. À, nó cứ tiến tới, bấm này thì nó lùi về, bấm này thì tiến tới, đó. À. Đó, bấm, cứ mình cứ bấm là nó sẽ tiến tới. Rồi, ngay tại cái mặt đồng hồ chính này thì từ trên hình mình vuốt xuống, mình chọn vào phần cài đặt thì nó sẽ cho mình gán cái nút này để làm cái gì. Đây, mình chọn phần General, đây bấm nút này để đồng ý, hoặc là dùng tay cảm ứng nha. Rồi, ở trong phần này đây, nó sẽ cho mình gán cái nút này để làm cái gì. Đó, nó kêu là mình nhấn giữ thì nó sẽ nhảy vào, nhấn và giữ cái button này nè thì nó sẽ vào một là chế độ sport, hai là vào cái màn hình quay ghét. Màn hình quay ghét là cái màn hình này, mình chọn trước quay ghét nha. À, trong quay ghét thì nó sẽ hỏi mình thêm là dùng chế độ đo nhịp tim, thông báo, hay là mình chọn thông báo đi. Rồi mình bấm quay ra nha. Đó, mình nhấn giữ vậy là tự động nó sẽ quay ra cho mình. Đó, bấm giữ vậy là nó sẽ quay ra cho mình. Đó. À, nó sẽ ra thông báo như nãy mình thiết lập. Đó, nhấn giữ này. Đó. Mình muốn gán cái nó vào chế độ thể thao sport nãy thì mình cũng vào trong phần cài đặt để mình gán. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Chào các bạn, sau đây mình xin phép hướng dẫn kết nối nhận cuộc gọi, nhận thông báo. Đầu tiên mình thử thực hiện một cái cuộc gọi rồi gọi đến nha. Rồi xem nó báo cái gì. Đây, ở trên đồng hồ thì nó chỉ thể hiện cho mình từ chối cuộc gọi và tắt âm thôi, và nó hiển thị tên theo tiếng Anh. Còn những cái gì mà đặt tên tiếng Việt thì nó sẽ không hiển thị, nó sẽ hiển thị là incoming hoặc hiển thị số điện thoại nếu mà số lạ. Rồi bây giờ mình bấm từ chối nha. Rồi mình thử kết nối với lại tai nghe Bluetooth thử xem mình có nhận được cuộc gọi hay không. Rồi à, mình đã kết nối với tai nghe Bluetooth thành công rồi. Thì bây giờ mình thử gọi lại nha.
Rồi, vậy là mình vừa test là không nhận được cuộc gọi qua tai nghe Bluetooth, cũng không phản hồi được luôn, không trả lời được luôn. Để đàm thoại được thì mình sử dụng các sao, có nghĩa là đồng hồ sẽ kết nối với điện thoại để nhận thông báo, còn điện thoại kết nối với lại tai nghe Bluetooth để nhận cuộc gọi. Thì khi có cuộc gọi đến thì mình sẽ đàm thoại trên tai nghe, bởi vì cái này nó được kết nối qua Bluetooth với này, còn này chỉ nhận thông báo thôi. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Rồi, chào các bạn, sau đây mình xin phép test cuộc gọi của ứng dụng nha. Đây, đây cuộc gọi của ứng dụng đang gọi tới đây. Đang gọi tới cho mình nè. À, rồi, nó không có hiển thị bất kỳ thông báo nào trên đồng hồ hết. Rồi, rồi bây giờ mình sẽ test thử phần mềm Zalo. Rồi, đây là phần mềm đó. Đều không có thông báo cuộc gọi gì hết. Rồi, cảm ơn các bạn. Tính năng là nhận cái tin nhắn xem nó có thông báo trên đồng hồ hay không nha. Thì trên điện thoại, cái này bắt buộc mình phải cài đặt trên điện thoại nha. Trước tiên là mình sẽ vào lại cái phần mềm quản lý ở trên cái điện thoại nha. Rồi mình vào trong cái phần này, mình vào trong cái phần này, phần mi nha. Rồi mình chọn cái phần là setting. Nó sẽ có phần notification setting. Đây, thì nó sẽ có app notify setting, mình chọn đây. Rồi, mình sẽ bật những cái đây. Đây là nó có những cái thông báo nè. Đó, mình bật lên. Đó. Đó, mình bật thì nó sẽ nhảy lên trên nha, mình sẽ bật một bật xong rồi thì mình sẽ thấy là nó sẽ nhảy lên trên, đó. Rồi bây giờ mình ra mình test thử nha. Rồi, trên điện thoại mình nó đã báo tin nhắn rồi, nhưng mà trên đồng hồ thì nó vẫn không có bất kỳ một cái thông báo nào luôn. Rồi mình thử vô trong cái phần thông báo mình kiểm tra nha. Mình có hai cách để kiểm tra thông báo, là từ trên mình vuốt lên đó. À, nó không có bất kỳ một thông báo nào luôn đó. Không có bất kỳ thông báo nào. Không có bất kỳ thông báo nào. Rồi, cảm ơn các bạn. Chào các bạn, sau đây mình xin phép hướng dẫn cái cách để thay đổi cái mặt đồng hồ. Để thay đổi mặt đồng hồ thì mình ngay tại màn hình của đồng hồ thế này nè, mình nhấn giữ tay vào đó 3 giây. 1, 2, 3, đó. Thì nó sẽ cho mình phép mình thay đổi. Đây là cái giao diện mặt đồng hồ. Đó, mình có thể dùng cảm ứng hoặc là mình có thể dùng này để tiến tới hoặc là lui. Rồi, nhưng mà mình lưu ý là có một số cái mặt đồng hồ nó sẽ cho mình tùy chỉnh cái giao diện hoặc là cái hình thức nội dung ở trong đó. Ví dụ như cái đồng hồ này, đây, nó sẽ có ghi chữ customize nè. Đó, đồng hồ bên đây nó cũng ghi chữ customize. Đó, thì khi mình chọn vô đây thì nó sẽ cho phép mình thay đổi. Mình chọn vào cái chữ customize đó nha. Rồi, để mình chọn lại nha. Đó, chọn chữ nhỏ nhỏ ở trên đó. Đó,
nó cho mình thay đổi nè. À, mình cứ vuốt vào, kiểu nào mình ưng ý thì mình save là xong. Rồi, một cái cách thứ hai để mình có thể thay đổi được cái mặt đồng hồ nữa, đó là mình thay đổi trên điện thoại. Để thay đổi được trên điện thoại thì mình sử dụng cái phần mềm kết nối. Đây, mình sử dụng phần mềm kết nối đồng hồ là AMA Fitwatch. Đây, mình chọn AMA Fitwatch. Rồi, mình chọn vào trong cái phần connect này nha. Đó. Rồi, ở đây có đồng hồ nè, nó sẽ có chữ là select watch face nè. Đó, rồi mình chọn. Đó, mình muốn thay đổi kiểu nào thì mình chọn kiểu đó. Đó. Rồi, vậy là đồng hồ này nó sẽ nhiệt tình, nó sẽ đổi theo. Rồi, giống như hồi nãy mình nói là có một số cái đồng hồ nó cho mình tùy chỉnh. Ví dụ như mình sẽ chọn lại cái mặt đồng hồ hồi nãy. Đó. Rồi, nó cho mình tùy chỉnh mặt đồng hồ thì mình có thể tự chèn cái ảnh mình vô mình làm background luôn. Ví dụ đây. Đó. Mình có thể tự chèn cái ảnh vô. Rồi, mình thử mình chụp một tấm nha. Rồi, vẫn ok. Đó, rồi, mình save. Rồi, đó, mình sẽ thấy trên đồng hồ mình thay, nó thay đổi cái hình background phía sau. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Chào các bạn. Sau đây mình xin phép hướng dẫn cái cách thay đổi cái white get của cái mặt đồng hồ. À đây, white get là những cái này. Đó, đây là những cái white get nè. Đó. Đó, nó chia ra làm hai bên nha. Nó chia ra làm hai bên. Bên phải của cái này là những cái white get mình có thể thay đổi. Còn bên trái của cái mặt đồng hồ chính nè, bên trái nè, đó. Đây, 1 2 ba cái này thì không thay đổi được. Mình chỉ thay đổi được từ bên phải của mặt đồng hồ chính thôi. Thì nó có một cách thay đổi là bắt buộc phải sử dụng trên điện thoại. Mình cũng thông qua cái phần mềm Amafit nha. Rồi, để thay đổi được trên điện thoại thì mình ngay từ ngoài nè, mình chọn vô phần connect. Đó. Rồi, sau khi mình chọn vào phần connect rồi thì mình chọn vào cái mục là manager widget and app. Đây. Đó. Bây giờ mình sẽ tắt hết những cái này. Đây, ví dụ mình tắt timer nè. Đó, blow. Tắt này, tắt sleep, tắt stopwatch. Rồi, mình sẽ xem điều gì xảy ra trên cái đồng hồ nha. Đó, sau khi mình tắt rồi, mình xem điều gì xảy ra. Đó, rồi mình sẽ bấm qua bên phải nè. Đó, hồi nãy mình tắt những cái giao diện đó thì bốn cái này nó sẽ hình thành một cái app menu, hay gọi là một cái menu nó chứa những cái ứng dụng mà nãy mình tắt, nó nằm trong đây. Để khi nào mình cần thì mình móc ra. Còn không thì mình giữ nguyên ở đây, nó là widget. Đây, nó là widget. Rồi, xin cảm ơn các bạn.